Đây có cái phương pháp gọi là chiếu sóng sinh học kết hợp với tế bào gốc tủy xương. Anh chả có hiểu nó là cái quái gì luôn. Sau cái buổi đầu tiên ấy mà về thì ngày hôm sau anh đã thấy các cái sẹo nó mờ dần đi này, rồi là các cái cơn ngứa là nó cũng giảm đi đấy. Thế là anh chiếu sóng tiếp, chiếu sóng sinh học và kết hợp với tế bào gốc tủy xương đấy, thì sau 3 lần bây giờ anh thấy là khỏe khoắn và ăn uống ăn ngon, không còn uể oải như trước nữa. Dạ vâng, như thế có nghĩa là chức năng gan của mình đã được phục hồi rất tốt rồi đấy anh ạ. Đúng như vậy đấy. Ngày trước thì anh lại không biết cho nên là cũng cứ đi mua thuốc về uống rồi bôi mà nó không có kết quả gì cả. Anh lại cứ nghĩ là do mình bị dị ứng thời tiết thôi, và do mình đi tiếp khách rồi nóng, uống rượu bia nhiều là nó bị như thế, nó nổi mụn. Nhưng mà đến đây thì mới biết là do mình bị suy giảm chức năng gan và thải độc gan kém, men gan cao. Dạ đấy. Vâng, thì là thật ra là cũng bên em là cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân là cũng bị lầm tưởng như anh ấy, bị ngứa, nổi mụn, rồi nổi mề đay thì cũng nghĩ là do là bị dị ứng thời tiết hay là nóng trong thôi. Nhưng mà thực ra là khi đi khám thì mới biết là bị suy giảm chức năng gan, gây ra là men gan cao và ngộ độc gan anh ạ. Đấy thì từ khi đến đây có người bạn anh đồng nghiệp đấy giới thiệu đến đây điều trị, thì anh mới biết được là ở đây có cái phương pháp gọi là chiếu sóng sinh học kết hợp với lại tế bào gốc tủy xương. Anh mới đăng ký một liệu trình thì đến bây giờ là mình cảm thấy nó khỏe khoắn và thoải mái như thế này em ạ. Vâng, thế trong quá trình điều trị thì anh có cảm thấy là cơ thể khó chịu gì không anh? Không, trong quá trình anh điều trị ở đây thì hoàn toàn thoải mái. Các bác sĩ và y tá người ta tư vấn rất là tận tình, cho nên là anh cảm thấy là rất là thích. Và cho nên mỗi ngày là anh đi làm là anh đi thẳng về đây luôn. Dạ vâng. Thẳng về đây để truyền và bây giờ khỏe mạnh như này. Hôm nay anh còn dẫn thêm anh bạn đồng nghiệp của anh đến nữa. Mấy hôm vừa rồi ông ấy hút thuốc lá với lại uống rượu bia tiếp khách, nhiều mặt đen sạm ra. Thế là đưa đến đây truyền có 2 lần, hôm nay anh gặp thì thấy da dẻ sáng mà tươi hẳn lên. Dạ vâng, thực ra thì là phương pháp chiếu sóng sinh học kết hợp tế bào gốc tủy xương thì là khá mới ở Việt Nam. Tuy nhiên là phương pháp này thì là đã được ứng dụng rất nhiều tại các quốc gia phát triển rồi, như kiểu nước Anh này, Mỹ, Nhật Bản. Và phương pháp này đã được chứng minh là điều trị rất hiệu quả các bệnh lý về gan như là viêm gan này, gan nhiễm mỡ này, xơ gan, thì đặc biệt là tình trạng là men gan cao và suy giảm chức năng gan như anh ạ. Đúng rồi đấy. Đầu tiên thì anh cũng nghe thấy người bạn đồng nghiệp anh nói là ở đây có cái phương pháp gọi là chiếu sóng sinh học kết hợp với tế bào gốc tủy xương. Anh chả có hiểu nó là cái quái gì luôn. Thế thì đến đây được các bác sĩ tư vấn và giải thích cho anh cặn kẽ, anh mới biết được đây có cái phương pháp nó lại hiện đại như vậy. Anh mới đăng ký luôn một liệu trình. May quá bây giờ nó lại cải thiện được sức khỏe, hồi phục khỏe mạnh như thế này đây. Anh rất là thoải mái, thích lắm em ạ. Dạ vâng, thì là em cũng cảm ơn anh vì đã tin tưởng và lựa chọn phòng khám. Thì chúc anh sẽ luôn luôn là khỏe mạnh và thành công trong công việc anh nhé. Thôi anh cũng cảm ơn các em và gửi lời cảm ơn phòng khám ở đây rất nhiều. Dạ vâng ạ.